Sử gia nói rằng Pháp Quốc quan tâm tới Biển Đông. Pháp Quốc có nhiều lý do để quan tâm tới Biển Đông và cuộc tranh chấp chủ quyền ở vùng biển này. Đó là nhận định của sử gia Alexandre Chidon-Duplex, một chuyên gia về lịch sử quốc phòng và hải quân đang làm việc tại Bộ Quốc phòng của Pháp Quốc. Trong một buổi hội thảo về Biển Đông do BBC tổ chức vào hồi tuần qua tại Oxford, ông Chidon-Duplex nói rằng, về mặt lịch sử, Pháp có liên quan tới Biển Đông. Trên thực tế, Pháp đã có lúc chiếm đóng Hoàng Sa và Trường Sa trước khi hai quần đảo này lọt vào tay của Nhật Bản từ năm 1939. Sau đệ nhị thế chiến, với tư cách của một cường quốc thực dân, Pháp đã tái chiếm các vùng quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa, thậm chí đã cố gắng giữ Trường Sa cho đến năm 1956, sau khi công nhận nền độc lập của Việt Nam. Sử gia Sheldon nhận định rằng, trong tình hình hiện nay, Pháp quan tâm tới sự ổn định ở khu vực, do đó việc duy trì ổn định và tránh xung đột là điều mà Pháp quan tâm nhiều hơn.